có một đứa bồng ấm nó cũng vui nè. Trời ơi, ở đâu vậy? Ở bệnh viện á mình. Nhắm tôi nổi không? Nổi. Ở đây đứa tôi nè. Trời ơi, cái gì vậy? Wow, uống này no rồi. Trời ơi, cái tụi quỷ. Ở đâu quá thì ngon rồi. Không có la lối gì vậy được. Khoan. Dây nè. Có nè. Hồi nãy quả nổ. Hả? Định hốt hàng hả? À, sao? Có gì đâu mà hốt. Tôi nè. Anh nhắc tôi lâu vậy? Mà là... Nè. Nè. Con để gạt con. Đây là sao vậy? Con quay chặt đá bông rừng. Em đi đâu vậy? Dạ em đi khách. Okay. Bây giờ mình có phải lên khách sạn cái hợp đồng không anh? Ông có được cải tạo, cải thầy, núi đè. Con ai mà đã tôi? Chị lấy chồng em, chị phải nuôi năm đứa con cho em chứ chị. Long Hải. Gia đình mình có dịp đi tắm biển rồi đó. Không được đâu mà đưa tắm biển, tôi chưa có mua đồ bơi. Đi.